Tứ Đại Thiên Vương Hồng Kông về già sắm thế nào? Tứ Đại Thiên Vương là cái tên mà các khán giả hâm mộ dành tặng cho nhóm 4 nghệ sĩ nổi tiếng là Lê Minh, Trương Học Hữu, Quách Phú Thành và Lưu Đức Hoa. Vào những năm 90, Tứ Đại Thiên Vương Hồng Kông tỏa sáng khắp châu Á nhờ ngoại hình đẹp lung linh và tài năng nổi trội trong lĩnh vực ca hát lẫn diễn xuất. Tại Việt Nam, Tứ Đại Thiên Vương có lượng người hâm mộ hùng hậu, các ca khúc của họ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ và được các ca sĩ V-pop như Đan Trường, Lam Trường, Minh Thuận, Nhật Hào không ngừng cần vệt lại. Sau gần 30 năm, 4 năm thần trong Tứ Đại Thiên Vương đều đã có con đường sự nghiệp và cuộc sống riêng với những thăng trầm, sóng gió và địa vị khác nhau. Lưu Đức Hoa sinh năm 1961, bắt đầu sự nghiệp từ năm 1982. Cho đến nay, tài tử được coi là diễn viên thành công nhất của điện ảnh Hồng Kông và được mệnh danh là ảnh đế của Tứ Đại Thiên Vương lần lẫy năm nào. Năm 1981, Lưu Đức Hoa gia nhập nhà đài TVB và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất. Hai năm sau với vai diễn Dương Quá trong Thần Điêu Đại Hiệp đã giúp cho anh trở thành thần tượng trong lòng nhiều khán giả. Tính đến nay, Lưu Đức Hoa đã tham gia vào hơn 160 bộ phim điện ảnh với diễn xuất đa dạng, có thể đóng được cả vai chính diện lẫn phản diện, từ phim cổ trang cho đến phim hành động. Bên cạnh diễn xuất, Lưu Đức Hoa còn là một ca sĩ thành công và có nhiều bản hit làm mưa làm gió châu Á. Sở hữu ngoại hình điển trai và nét phong trần quyến rũ, Lưu Đức Hoa là một ngôi sao giải trí lừng lẫy châu Á và được coi là người có sự nghiệp thành công nhất trong Tứ Đại Thiên Vương. Đến nay, sau hơn 30 năm bắt đầu với sự nghiệp diễn, Lưu Đức Hoa đã nhận được vô số giải thưởng danh giá. Và quan trọng, ở tuổi 55, ảnh đế của Tứ Đại Thiên Vương vẫn chăm chỉ diễn xuất và giữ được sự nổi tiếng mà ngôi sao Hồng Kông bây giờ có thể qua mặt. Vài năm gần đây, Lưu Đức Hoa tham gia vào một số phim lớn như Thần Bài Ba, Phát Tài Phát Lộc, Tân Thiếu Lâm Tự. Với những nỗ lực trong nghề, Lưu Đức Hoa đã được bầu chọn là diễn viên mang loạt doanh thu số 1 cho điện ảnh Hồng Kông từ năm 1985 đến năm 2005, với doanh thu tổng cộng lên tới 1,7 tỷ đô la Hồng Kông, xếp trên hai diễn viên nổi tiếng khác là Chu Tinh Trì và Thành Long. Về cuộc sống riêng cũng giống như những sao nam điển trai và nổi tiếng khác, Lưu Đức Hoa từng có nhiều bóng hồng quay quanh, tuy nhiên anh chỉ công khai hẹn hò với ba người phụ nữ, hai người có duyên vô phận, còn lại một người, Chu Lệ Thiên, chính là bà xã hiện tại của anh. Lưu Đức Hoa và bà xã đã bên nhau 26 năm, hiện tại họ có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc với hai con, một trai và một gái. Lê Minh trong Tứ Đại Thiên Vương. Lê Minh sinh năm 1966, nổi tiếng vì vẻ ngoài lãng tử và khả năng ca hát vượt trội. Thập niên 90, Lê Minh giành được thành công của trong lĩnh vực âm nhạc với rất nhiều giải thưởng. Đến nỗi vào năm 1999, anh đã tuyên bố sẽ không nhận thêm bất kỳ giải thưởng nào ở Hồng Kông nữa. Trong sự nghiệp ca hát của mình, Lê Minh từng có vinh dự làm đại sứ thể hiện ca khúc chủ đề cho Thế vận hội mùa đông lần thứ 6 tổ chức ở Trường Xuân, Trung Quốc, và cũng từng là ca sĩ Hồng Kông đầu tiên đại diện cho lãnh thổ tham gia ASEAN Song Festival lần đầu tổ chức ở Hàn Quốc. Càng nổi tiếng, chuyện tình cảm của Lê Minh càng được công chúng quan tâm. Năm 2005, Lê Minh hẹn hò người mẫu gốc Việt Nhạc Cơ Nhi. 3 năm sau, cả hai kết hôn và ly hôn vào năm 2012. Ngoài vợ cũ Nhạc Cơ Nhi, cuộc đời của Thiên Vương Hồng Kông còn có bóng dáng của nhiều mỹ nhân như Châu Huệ Mẫn, Thư Kỳ, Trương Mạn Ngọc, Từ Tử Sang, Kem Hy Xuân. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Lê Minh vẫn đi về lễ bóng và chưa có ý định đi bước nữa trong vài năm tới. Thời gian gần đây, Lê Minh bắt đầu không kiểm soát được cân nặng và béo lên trông thấy, anh có vẻ ngoài già dặn hơn so với ba thiên vương còn lại. Bên cạnh đó, sự nghiệp của Lê Minh nhiều năm gần đây cũng khá trầm lặng và không có nhiều sản phẩm nổi bật. Vài năm qua, Lê Minh tham gia vài bộ phim, trong đó có Mai Lan Phương và Dương Quý Phi, Phương Triều Nữ Nhân, nhưng đều không tạo được dấu ấn. Có người khẳng định anh khó có thể lấy lại được ánh hào quang năm xưa. Tôi không phủ nhận mình đã có tuổi, đó là điều bình thường với bất kỳ ai mà, đúng vậy không? Tôi cũng không cho rằng mình hết thời chỉ vì không còn trẻ. Lưu Đức Hoa còn hơn tuổi tôi, nhưng vẫn nổi tiếng đó thôi, đã tự chia sẻ trong một sự kiện gần đây. Trương Học Hữu, trong Tứ Đại Thiên Vương, Trương Học Hữu được mệnh danh là ca thần vì sở hữu giọng hát trầm ấm, đầy truyền cảm. Những bài hát của anh đều được yêu thích và vượt thời gian cho đến ngày hôm nay. Đặc biệt, album Nụ Hôn Biệt Ly đã bán được hơn 4 triệu bản chỉ tính riêng trong năm 1993 và trở thành một trong những album bán chạy nhất mọi thời đại. Đặc biệt, ca khúc Nụ Hôn Biệt Ly của anh từng được nhóm nhạc Michael Lee Studop còn vẹt lại. Trương Học Hữu cũng là nghệ sĩ Hồng Kông có lượng ca khúc được các ca sĩ Việt còn vẹt lại nhiều nhất vào thập niên 90.
Có thể kể đến một số bài hát nổi tiếng đã in sâu trong tâm trí khán giả Việt Nam như Anh để em đợi đến khi hoa cũng tàn, Hoa tàn văn trường, 1000 lý do đau lòng, Tình đầu chưa nguôi của Minh Thuận, Chỉ muốn suốt đời đi theo em, Để em về, Jimmy Nguyễn. Năm 1997, Trương Học Hữu đã được tạp chí bầu chọn là 25 nhân vật có ảnh hưởng nhất ở Hồng Kông. Năm 1999, anh đã được bầu chọn là 110 nhân vật trẻ xuất sắc của thế giới theo bầu chọn của Liên đoàn Nghề nghiệp Trẻ Thế giới. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Trương Học Hữu còn góp mặt trong nhiều dự án phim điện ảnh và nhạc kịch. Từ năm 1986 cho đến nay, anh đã tham gia hơn 40 bộ phim. Học Hữu được xem là nam diễn viên hấp dẫn và quyến rũ. Với đời sống riêng, Trương Học Hữu và cựu nữ diễn viên La Mỹ Vi kết hôn đã được 20 năm. Vợ chồng Thiên Phương Hồng Kông có hai cô con gái là Trương Gia Hoa, 15 tuổi và Trương Gia Huyên, 11 tuổi. Tập trung kinh doanh và chăm sóc con gái gia đình, Trương Học Hữu ít còn tham gia nghệ thuật và nhiều năm qua không có sản phẩm nào đáng chú ý. Ở tuổi 55, Trương Học Hữu vẫn giữ được ngoại hình rắn rỏi và phong trần, giọng hát của anh vẫn tốt nhưng ít khi cầm mic trở lại sân khấu. Quách Phú Thành. Quách Phú Thành sinh năm 1965, nổi tiếng trong tứ đại thiên vương với khả năng vũ đạo vượt trội và được mệnh danh là Michael Jackson của Hồng Kông. Quách Phú Thành xuất thân là diễn viên múa của TVB với giọng ca thanh và cao. Quách Phú Thành đầu thập niên 90 chuyên về những ca khúc trữ tình, ngoại hình đẹp long lanh cùng giọng hát tốt và vũ đạo vượt trội. Sự nghiệp của anh thăng tiến như pháo hoa và đoạt vô số giải thưởng âm nhạc. Không chỉ nổi tiếng ở châu Á, Quách Phú Thành còn trở thành một con sao quốc tế khi đã tổ chức rất nhiều live show ở Úc, Mỹ và Nhật. Từ những năm 2000, Quách Phú Thành chuyển hướng sang diễn xuất và giành được một số giải thưởng lớn. Nổi tiếng và giàu có nên xoay quanh Quách Phú Thành không thể thiếu những bóng hồng xinh đẹp và gợi cảm. Mỹ Nam đã từng có những cuộc tình với các mỹ nhân như Chu Ân, Chung Lệ Đề, Norika, Fujiwara, Trần Tuệ Lâm, Hồng Đại Lâm. Tuy nhiên, trải qua nhiều cuộc tình và cũng đã bước đến đỉnh cao của sự nghiệp. Nhưng ở tuổi 51, Quách Phú Thành vẫn chưa kết hôn. Anh bị dính tin đồn tình ái với nhiều mỹ nhân của giải trí Hoa ngữ, nhưng gần đây không công khai tình cảm với bất cứ người đẹp nào. Về sự nghiệp, Quách Phú Thành vẫn miệt mài đi hát và tham gia một vài bộ phim. Tuy nhiên, sự ảnh hưởng và sức nóng của anh với khán giả và truyền thông châu Á không còn được như xưa. Và mới đây nhất, ngày 18 tháng 4 năm 2017, đám cưới của Quách Phú Thành và người đẹp Mocha, kém anh 23 tuổi, đã diễn ra tại khách sạn 5 sao Peninsula. Phóng viên không được mời dự sự kiện này. Để chuẩn bị cho hỷ sự này, Quách Phú Thành trước đó đã đặt sảnh Lion House và phòng Kendall Sur, ngôi sao Hồng Kông, đưa bạn gái tới khách sạn bằng trực thăng và đáp xuống sân thượng khách sạn Peninsula. Tiền chi cho việc này vào khoảng 6.500 USD, gần 150 triệu đồng. Một ekip chụp hình chuyên nghiệp cũng được thuê với giá 1.300 USD. Quách Phú Thành hơn Mocha 23 tuổi, thậm chí sàng sàng tuổi bố vợ. Phát biểu trong giờ phút con gái theo chồng, bố Mocha đã tiết lộ rằng ông nghe nhạc của Quách Phú Thành từ hồi trẻ. Có thể nói tôi lớn lên cùng các ca khúc của Quách Phú Thành. Giờ tôi gả con gái tôi cho anh, mong rằng anh sẽ đối đãi với nó thật tốt. Ngoài ra, tờ WeWe đưa tin rằng chủ đề tàu trâu tàu cả nghé về cô dâu đã mang bầu được hơn 2 tháng. Ngày Quách Phú Thành lấy vợ, một nhân vật cũng rất được báo chí quan tâm, săn đón là Hùng Đại Lâm, người yêu cũ của anh. Cặp đôi này yêu nhau suốt 8 năm, tuy nhiên cuối cùng đừng ai nấy đi. Thêm một số nguồn tin, nguyên nhân khiến cho chuyện tình tan vỡ vì Hùng Đại Lâm muốn công khai mối quan hệ và tiến tới hôn nhân, trong khi ngôi sao họ Quách tỏ ra thờ ơ với chuyện cưới hỏi. Khi chia tay, nam ca sĩ đã nói một câu để đời: dày vốn có sai, rộng thì dễ rớt, chật thì gây đau, ắt bạn sẽ muốn thay đôi khác. Cố đi đôi giày không vừa, bạn sẽ chảy máu chân, thế thì tìm đôi hợp với mình sẽ tốt hơn. 3 năm sau khi chia tay, Đại Lâm và Quách Thú Thành đều có người mới. Hiện tại cả hai đều đã có yên bề gia thất. Hôm ngày 18 tháng 4, Hùng Đại Lâm khi đi dự một tiệc cưới đã được đề nghị chia sẻ cảm xúc trong ngày tình cũ lấy vợ. Tuy nhiên, cô im lặng. Vài ngày trước đó, khi bị hỏi han về chuyện này, Hùng Đại Lâm nói đơn giản rằng cô chúc phúc cho Quách Phú Thành, mong anh hạnh phúc. Thông tin của kênh chúng tôi cung cấp cho các bạn đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.